Cô xin chào các em. Chào mừng các em đến với kênh học trực tuyến của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây. Để bài học diễn ra hiệu quả, các em chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt tập 2, các đồ dùng học tập cần thiết, theo dõi video bài giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập nhé. Trước khi vào bài học, các em hãy nhìn vào bức tranh và cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì. À, các bạn trong tranh đang chơi đá bóng, nhảy dây, đánh cầu lông và chạy bộ. Như các em thấy đấy, thể thao chính là chủ đề mà cô trò mình sẽ tìm hiểu trong 2 tuần học tiếp theo. Bác Hồ đã từng nói, mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là cả nước khỏe mạnh. Trong bài lời kêu gọi tập thể dục, cho ta thấy vai trò của thể thao vô cùng quan trọng đối với con người. Và tinh thần thể thao ấy được tác giả Xuân Hoàng gắn cho các loài động vật bằng cách sử dụng biện pháp nhân hóa. Tác giả viết lên cuộc chạy đua trong rừng vô cùng thú vị của các loài vật. Chúng ta cùng tìm hiểu cuộc chạy đua đó qua bài tập đọc Cuộc chạy đua trong rừng. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 80-81 lắng nghe cô đọc mẫu và các bạn đọc thầm theo cô. Các bạn cùng theo dõi nhé. Cuộc chạy đua trong rừng. Ngày mai, muôn thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa con thích lắm, chú chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mãi mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được trải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Ngựa cha thấy thế, bảo, con trai à, con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp. Ngựa con mắt không rời bóng mình dưới nước, ngúng nguậy đáp, cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm, con nhất định sẽ thắng mà. Cuộc thi đã đến, sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt, chị em nhà hươu sốt ruột gầm lá, thỏ trắng, thỏ xám, thần trọng ngắm nghía các đối thủ, bác quạ bay đi bay lại, giữ trật tự. Ngựa con ung dung bước vào vạch xuất phát. Tiếng hô, bắt đầu vang lên, các vận động viên dần dần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, ngựa con dẫn đầu bằng những bước sải dài, khỏe khoắn. Bóng chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thảng thốt. Một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra. Gai nhọn đâm vào chân làm ngựa con đau điếng. Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, ngựa con đỏ hoe mắt, ân hận vì không làm theo lời cha dặn. Ngựa con rút ra được bài học quý giá, đừng bao giờ chủ quan, cho dù là việc nhỏ nhất, theo Xuân Hoàng. Sau khi lắng nghe cô đọc, hãy cho cô biết bài tập đọc có mấy đoạn. À, cô, bài tập đọc có 4 đoạn, theo thứ tự từ 1 đến 4. Các em hãy dừng video và đọc cho cô 2 lần nhé. Tiếp theo, các em luyện đọc những từ khó. Sữa sàn, trải chuốt, ngắm nghía, ngúng quẩy, khỏe khoắn, tập tễnh. Các bạn đọc lại cho cô một lần nữa. Bây giờ các em hãy quan sát, tìm ra trong bài những câu dài khó đọc để cùng luyện đọc. À, cô có 2 câu dài để chúng ta cùng luyện đọc. Câu thứ nhất. Các em hãy sử dụng bút chì ngắt nhịp trong sách giáo khoa của mình. Cô mời các em quan sát màn hình và so sánh xem thử mình đã thực hiện đúng chưa. Cô có lời khen cho những bạn làm đúng. Chúng ta tiếp tục câu thứ hai. Các bạn tiếp tục sử dụng bút chì.
Cô mời các em quan sát màn hình đối chiếu bài. Cô cũng có lời khen cho những bạn làm bài đúng hướng. Bây giờ các bạn lắng nghe cô đọc mẫu. Tiếng hô bắt đầu vang lên. Các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, ngựa con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Ngựa con rút ra được bài học quý giá. Đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Các bạn hãy dừng video và đọc lại cho cô hai lần nhé. Tiếp theo là phần giải nghĩa từ. Nguyệt quế, cây lá mềm có màu sáng như dát vàng. Người xưa kết lá nguyệt quế thành vòng để tặng người chiến thắng. Đây là hình ảnh lá nguyệt quế. Móng, miếng sắt hình vòng cung gắn vào dưới móng, chân lừa, ngựa để bảo vệ chân. Đây là những hình ảnh móng sắt và những người thợ đang đóng móng sắt vào chân của ngựa. Đối thủ là người hoặc đội tranh thắng thua với người đội khác. Vận động viên là người thi đấu thể thao. Đây là hình ảnh những vận động viên đang tham gia thi điền kinh. Thảng thốt, hoảng hốt, bất ngờ. Đây là hình ảnh ngựa con thảng thốt. Chủ quan là tự tin quá mức, không lường trước khó khăn. Bây giờ chúng ta qua phần tìm hiểu bài nhé. Câu hỏi 1. Ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào? Câu 2. Ngựa cha khuyên nhủ con điều gì? Câu 3. Vì sao ngựa con không đạt kết quả trong hội thi? Câu 4. Ngựa con rút ra bài học gì? Các em vừa tìm hiểu xong bài tập đọc cuộc chạy đua trong rừng. Cô chúc các em học tốt. Cô chào các em.